Sáng ngày 25 tháng 1, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức cấp phát quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần năm 2022. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng. Tổng số tiền 50 triệu đồng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ thông qua buổi phát quà nhằm động viên chia sẻ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đón Tết vui tươi đầm ấm.